đại diện cấp cao của tập đoàn Lam Research, một trong những nhà cung cấp thiết bị sản xuất đồ bán dẫn hàng đầu của Mỹ, vừa thăm Việt Nam nhằm tìm hiểu chính sách khuyến khích đầu tư để xây dựng nhà máy sản xuất có vốn từ 1 đến 2 tỷ đô la. Ông Karthik Ramohan, phó chủ tịch cấp cao của Lam Research cùng đại diện công ty Seogin của Hàn Quốc, đối tác của tập đoàn tại Việt Nam, gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày 20 tháng 3. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, tại cuộc gặp, ông Ramohan cho biết Lam Research đang tìm cách mở rộng hoạt động và đa dạng hóa chuỗi cung ứng tại châu Á. Tại Việt Nam, tập đoàn này đang có kế hoạch hợp tác với công ty Seogin, đơn vị đã có nhà máy ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, để phát triển nhà máy và thiết lập chuỗi cung ứng với vốn đầu tư 1 đến 2 tỷ đô la trong giai đoạn đầu. Trong giai đoạn tiếp theo, tập đoàn có trụ sở tại bang California có thể đầu tư trực tiếp và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, truyền thông trong nước cho hay. Ông Ramohan nói Lam Research mong muốn tìm hiểu những chính sách khuyến khích đầu tư, những sáng kiến, chương trình mà tập đoàn này có thể tham gia nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các công ty cung cấp hệ sinh thái chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.